Alo, Hồng đấy à? Rồi rồi, anh đến ngay, anh đến ngay. Cứ thế nhá. Này con. Gì Thế bố? Gì? không dậy mà chuẩn bị đi học à? Nào, thế mẹ đã nấu xong chưa? Con biết đâu. Trời ơi. Em ơi, nấu xong chưa? Sao? Xong rồi đây. Muộn quá rồi đấy, bố còn anh đói bụng rồi đây này. Đây rồi, đợi một tí mà đã kêu ca rồi. Này, đây, bát của con đây. Bát của anh đây. Anh đã bảo rồi, đi ra ngoài ăn cho nó tiện. Em không nghe, cứ thích nấu nấu nướng nướng, lục sang lục sục. Thế em không thấy mệt à? Sao lại không thấy mệt? Nhưng mà để bố con anh ăn ngoài hàng mãi không yên tâm đâu. Bây giờ nhá, hàng quán người ta chỉ chú trọng lợi nhuận kinh doanh thôi, không chú ý gì đến khách hàng đâu. Nói như em ấy, thì cửa hàng gái phố của em ấy tập tiệm từ lâu rồi, ai người ta thèm đến ăn. Anh ấy chỉ quan tâm đến việc của anh thôi, còn cửa hàng của em không để ý gì cả. Đông nghìn nghịt khách hàng kia kìa, xếp hàng ha, dài 2 cây số còn chia làm 2 nhánh ấy. Mẹ ơi, trời. Hả? Mì có mùi gì lạ lạ? Mùi Mùi gì? mùi gì? Mùi con không biết, mùi khó hiểu. Anh ngửi xem có mùi gì không? Có mùi gì không? Có mùi. Đúng mà. Mà mùi rất quen là đằng khác. Quen à? Ôi, tôi chết rồi. Quen làm ở nhà hàng khổ quá, cứ quen tay cho thêm nước hoa vào cho nó thơm. Giời, thảo nào cứ mùi quen thế không biết. Mẹ ơi, cái mùi này con không ăn được đâu. Mẹ vào mẹ nấu không mắc khác. Không ăn được đâu. Hay là thôi bây giờ nhá, muộn rồi, hai bố con đi học đi, bố đi làm đi nhá. Chiều về mẹ sẽ nấu cho con món khác ngon hơn nhá, được không? Lại nhịn đói. Ừ, chịu khó. Mẹ hứa chiều mẹ sẽ nấu nhiều cho con ăn nhớ chứ. Nhưng mà trưa nay ở lớp con tổ chức đá bóng rồi, không ăn đói đáng. Chịu khó mà nhịn đói. Chứ bây giờ con đi ra ngoài hàng nhá, ăn vào đau bụng là chết đấy. Anh cũng thế nhớ chưa? Đừng có ăn gì cả. Hàng quán bây giờ là em không yên tâm một tí nào. Thôi thôi, thôi mẹ ơi, câu của mẹ con thuộc lòng còn hơn cả bảng cửu chương rồi. Vâng, con biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Dù có đi bốn phương trời, ôi dồi, mẹ còn hát lòng đấy. Vẫn nhớ về nhà mẹ, chờ mẹ luộc rau, chờ mẹ thịt kho, lòng con nói con cào. Chả bố anh cũng trêu mẹ thôi. Thôi đi đi con, anh đi làm đây. Vâng, nhớ em dặn nhá, không được ăn gì đâu đấy. Rồi, anh đi nhá. Vâng. Khổ quá con, cứ quen tay. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít. Ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người vẫn cứ cao. Ôi. Ăn cơm mà vào đi, có thức ăn rồi đấy. Đi vào đây, ăn món gì, ăn món gì? Không, 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 em không ăn cái gì đâu. Hôm nay em nghe thấy tin là ở cửa hàng cô tìm người giúp việc phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, hôm nay em đến đây để xin được ứng thí. Thế à? Vâng. Thế lý lịch trích ngang là như thế nào? Trích ngang là thế nào? Tức là họ tên, quê quán, sở thích, yêu thích nọ kia ấy. Cô ơi, tên của em là Thục Phấn. Cái gì? Thục Phấn, tức là túm tẹp đấy. Bí danh là Thục Phấn cô nương nhá. Quê của em ở Cầu Tõm, xóm Tranh Vinh, xã Liều, huyện Văn Mạng, tỉnh Bổ Sung. Cô, sở thích của em là thích được đi du lịch ngắm trăng, thích được làm thơ trong đêm giao thừa để đón chào năm mới. Còn gì nữa? Hết rồi. Dài thế à? Vâng. Thế có biết yêu cầu của quán tôi là cái gì không? Là đến đây để giúp việc rửa bát, quét nhà. Thì đúng rồi, giúp việc rửa bát, quét nhà. Vâng, vâng. Chứ không phải làm thơ, ngắm trăng, thi hoa hậu nhá. Ôi trời ơi. Thế mà trình bày một dài dòng thế à? Rồi em quên, em xin lỗi cô. Khổ quá, ở nhà xem nhiều thi hoa hậu quá, nghe đọc thơ tình nhiều quá, nên là nó ảnh hưởng quá. Cô nhận em vào giúp việc nhá. Thôi được rồi. Vâng. Thế bây giờ có biết yêu cầu của quán là cái gì không? Cô ơi, theo em thiết nghĩ nhá, đã vào làm ở cái quán ăn này nhá thì phải gọn gàng, sạch sẽ. Sai. 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 Kìa kìa, cô nhìn thực đơn nhá. Lòng xào dừa, lòng xào lươn, tức là em bỏ gia vị, bỏ mì chính đi. Thế là hoàn toàn tiết kiệm cho cửa hàng. Càng sai. Vẫn sai. À, thế thì như thế nào cô? Em hiểu rồi. Như bây giờ nhá, phải ăn mặc sang trọng nhá. Đêm mà phải thức thật khuya để xem phim Hàn Quốc. Sáng dậy thật sớm để uống cà phê in.
đúng chưa? Sai nghiêm trọng. Thế nào mới là đúng ạ? Thôi được rồi, nể cô trông thật thà chất phác. Vâng. Tôi cũng có cảm tình đấy. Vâng. Để tôi nói cho cô biết nhé. Vâng. Muốn đạt yêu cầu để vào cái quán này, vâng, phải biết một điều cực kỳ quan trọng, biết không? Điều gì ạ? Biết làm ảo thuật, hiểu chưa? Ảo thuật là thế nào ạ? Thế chưa đi xem xiếc bao giờ à? Chưa. Khổ quá cơ. Ảo thuật ý, tôi đây tôi bảo này, là mình phải biết biến hóa khôn lường, hiểu không? Biến hóa. Vâng. Biến hóa khôn lường. Vâng. Biết món gì đấy không? Gà vàng. Màu vàng. Vâng. Tôm màu gì? Đỏ. Rau màu gì? Xanh. Cà khoai tây màu gì? Vàng. Vàng, hiểu không? Vâng. Để có màu sắc đẹp như thế này này. Vâng. Là mình phải biết biến hóa. Biến hóa. Hiểu không? Từ những thứ tưởng chừng như có thể vứt đi, bỏ đi, vứt ra sọt rác, mà mình biến hóa khôn lường thành thức ăn ngon thế này, đẹp như thế này, màu sắc như thế này, hiểu không? Nó là ảo thuật chứ là cái gì? Hiểu chưa? Chưa. Chưa hiểu à? Chưa. Ôi, đảo tạo thế này thì chết tôi. Khổ lắm. Thôi được rồi, tôi coi chị như là con cái trong nhà. Ủa, sao lại con cái ạ? Ừ, thì mấy đứa trong kia tôi cũng coi là con cái hết đấy mà. À, thì tôi sẽ chỉ vẽ cho tận tình để học được ảo thuật, nhớ chưa? Vâng. Như các cụ đã nói, thương ở cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Thôi thỉnh thoảng cô cứ ghét em, cho em tí ngọt tí bùi cũng được cô ạ. Này, từ từ đã nhá. Thôi nhá, từ đầu giờ cứ xưng hô tôi là chị em cô chào cháu như thế à? Người ta trẻ đẹp như này là gọi người ta là chị à? Hả? Muốn người ta tổn thọ chết à? Cô ơi cô, cô cứ yên tâm đi nhá. Cô cứ hoàn toàn yên tâm đi, một khi em đã học được ảo thuật rồi nhá. Nếu mà cô có mệnh hệ nào ấy thì cô cứ yên tâm mà ra đi đi. An lành đi. Em sẽ phát triển cái cửa hàng này gấp 5, gấp 10 lần như là cái cô còn sống ấy cô ạ. Này, này, dù ai chết đi hả? Không. Hả? Hồn nhiên thế à? Ơ, hay thật đấy. Không, 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 không có ý gì, em quên nhỡ mồm. Chưa học ảo thuật đã làm ảo thuật trước mặt tôi à? Không. Thôi được rồi, bây giờ vào trong kia. Vâng. Có mấy đứa vào trước ấy, nó sẽ bày cho cách làm ảo thuật từ đầu, nhớ chưa? Ảo thuật à? Vào vâng. Trong kia học hành cho nó chăm chỉ vâng, vào. Vâng, vâng, vâng. Được chưa? Vâng. À, cô, thế còn... À, được còn... rồi, cái vấn đề lương lậu ấy, vâng, thì cứ học cho nó giỏi đi, rồi chúng ta sẽ thỏa thuận sau, nhớ chưa? Thỏa thuận. Lương lậu mình thỏa thuận sau, thuận. Nhá. Vâng, thế bây giờ em vào ảo thuật. Đi vào ảo thuật đi nhanh lên. Nhớ đấy nhá. Vâng. Học hành cho chăm chỉ đấy nhá. Rồi. Khổ lắm cơ, chỉ vẽ cho từng tí một. Mẹ chết cả người, từ sáng chưa ăn uống cái gì cả. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả chuối. Rồi, quê làm sao? Không sao. Ăn vào cũng được. Chết rồi, xin lỗi anh nhá. Ôi dồi ôi anh ơi, vô cùng xin lỗi anh, chẳng may nhớ tay, lỡ tay ấy mà. Thế mà anh lại nghĩ rằng là chuối rụng sân đình cái gì? Chẳng may. Anh vào trong này. Anh ơi, cơm của em rất là ngon. Có món gà này, tôm này, chả lợn, chả chó, chả mực, chả gì cũng có. Anh ăn món gì? Thức ăn của em rất ngon, anh ăn mì. Mì lòng nhá. Mì lòng. Có ngay. Em ơi, một mì lòng nhá. Cho mì lòng. Anh vào trong đây sẽ phục vụ ngay à. Phục vụ ngay. Cơm người ta ngon thế này, bao nhiêu món không ăn để ăn món mì lòng. Đây. Gì đấy? Chào chị ạ. Hay thật đấy. Nhìn người ta thế này mà gọi là bà ơi à? Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi đây có phải quán của chị gái quê không ạ? Đấy. Nhìn người ta phố từ đầu đến chân này mà gọi là gái quê. Ô, hay thật, ăn mới chả nói. Chị ơi, nhìn thì làm sao mà xác định được cái sản phẩm riêng cái gì chứ, cái này ấy là cứ phải lấy tay nắn thì mới chắc chị ạ. Nắn. Thích sờ la sờ lớ gì đây này. Nắn đi, cho nắn đấy. Ở cái quán gái phố này nhá. Đao kiếm là vô tình ấy. Báo cáo với chị là thế này. Dạ là quê phố thì đều được cả mà. Thì có quê thì mới có phố. Có thằng bố mới lòi cho thằng con, mà lại có hình tròn thì mới có hình méo chị ạ. Thôi, trình bày dài dòng văn hoa lá cảnh quá. Có việc gì mà đến đây hả? Dạ báo cáo chị là cũng có tí việc định nhờ chị giúp đỡ tí. Ở đây vào trong này xem tình hình như nào nào. Dạ, vào đây. Trình bày sự việc xem nào. Đây. Ai già. Khiếp, mùi gì mà ghê thế hả? Ghê thế. Nói để chị biết nha, cái mùi sơn hào hải vị ở quán chị mà. Cũng từ đây mà ra đấy. Chị xem. Ôi, kinh quá. Thấy không? Thôi cứ đẩy vào. Thế bây giờ tôi hỏi chú nhá. Chú là ai? Từ đâu đến? Ai giới thiệu chú đến đây? Hả? Khiếp.
Chị làm cái gì mà cứ như quan tòa hỏi bị cáo thế? Chị cứ từ từ ngồi xuống rồi khoai khắc nhừ. Rồi, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây hả bà chị? Khổ quá, vội nó quen rồi không chậm được. Thế tôi hỏi chú nhé, chú là ai? Từ đâu đến đây hả? Khổ quá, em ấy là Hạn. Ờ. Vừa mới lại mở một cái cửa hàng kinh doanh chuyên cung cấp tóm lại nội thất của động vật. Nội thất động vật là cái gì? Nội thất của động vật là tim gan lòng mê phôi phéo ấy. À, của động vật ấy. À, tôi biết rồi. Em ấy hôm nay vừa mới cắt băng khánh thành cái lò mổ lợn. À. Rồi là gà, tóm lại là động thực vật hết. À. Đấy, hôm nay có chút quà em mang đến gọi là có tấm lòng thơm thảo, trước lạ sau quen. Mùi hôi thế này mới kêu tấm lòng thơm thảo, trước lạ sau quen. Thì không à. Thế sau này nhớ chẳng may mà hàng của em nó không đắt hàng, nó tồn kho nó ế động thì em lại mang lên đây nhờ chị xào nấu rồi luộc rồi hấp gì cho nó rực mùi lên. Đấy, hai bên mình cùng có lợi mà. Chú nói thế nào chứ? Nhà hàng tôi là chuyên tiêu thụ những đồ ăn tươi sống, thơm ngon. Chứ ai tiêu thụ những loại hàng ế động tồn kho như của chú? Ôi giời ơi, em lạy chị. Hàng tươi sống thơm ngon. Này, tin lành đồn xa mà tin giữ đồn xa nhá. Cả cái chợ này ấy, chị là người nổi tiếng nhất để chuyên thu mua các loại hàng ế, hàng tồn kho, hàng đọng, hàng không bán được. À, cái chú này ăn nói hay nhỉ? Hay quá đi chứ chị. Mà bà chị cứ bình tĩnh ngồi xuống đi để em trình bày cho chị nghe. Chuyện đó là thế này, nhà em ấy là có gen bảy đời nói hay đấy chị ạ. Cả làng ấy ai cũng khen em là người đẹp giọng hay. À. Vâng, lại khuyên em là phải đi làm MC. MC là cái gì? MC là những cái người mà hay nói trong các chương trình nổi tiếng ấy. À, vâng. Rồi. Ừ. Thế nhưng mà khốn nỗi đúng cái hôm mà em đi thì em lại làm mấy bát tiết canh. Thế là bị Tào Tháo đuổi cho nên bị nhỡ nhàng chị ạ. Thế à? Vâng, khổ lắm. Đời ấy nó có số cả. Vâng, chứ không thì bây giờ em đã vi vu ở tận đầu tận đâu, làm tất cả các chương trình nổi tiếng rồi, chứ đâu phải đưa cái anh nội thất của động vật này hả chị? Khổ thân chú nhỉ? Khổ thân em lắm. Khổ thân chú quá rồi. Em nghĩ mà em lại cứ tin nó tiếc mà nó ức. Thế làm sao? Khổ thân quá, đàn ông đàn anh gì mà chưa chi đã sụt sùi nước mắt. Thế làm sao, kể nốt đi tôi nghe. Mà chị biết không, cứ mỗi lần chợ chiều về, đi ngang qua em thấy lòng lợn lòng gà của em làm sạch sẽ như vậy mà vẫn không được tiêu thụ, ế ẩm quá. Nhưng mà lòng em cứ mang mát buồn, cứ dâng lên như là tất cả những cái gì nó cô đơn, nó thất vọng. Thế là nước mắt của em nó cứ tuôn chảy ra mà không thể nào mà kìm hãm được. Khổ thân chú. Làm nghệ thuật thì không đi, làm MC chương trình lớn thì không muốn. Để đi bán buôn với cái nội thất động vật thế này. Thôi bây giờ thế nào? Dạ, thế bây giờ ý chị thế nào? Ừ thì thôi được rồi. Thế bây giờ mỗi lần mà ở ngoài chợ ế ẩm ấy thì chú cứ mang vào đây, tôi tiêu thụ giúp nhá. Ừ, làm thức ăn bán cho khách thế này nhá. Ừ, giá cả phải chăng thì chị em mình thỏa thuận nhau nhá. Ôi giời ơi, chị đúng là quái nhân. Chị đúng là quý nhân phù trợ của em. Dạ, báo cáo chị là thế này. Hả? Hôm nay ý, để cái kỷ niệm cái ngày mà lần đầu tiên em gặp chị, dạ em cũng mang đến tí nội thất, dạ để chị bán cho khách. Thế chỗ này bao nhiêu cân? Dạ chỉ có một yến thôi chị ạ. Chỉ có một yến? Một yến là 10 cân đấy, dạ, không vâng. Chỉ có đâu. Ôi giời ơi, bà chị thân mến ơi, 10 cân so với cửa hàng chị thì thấm tháp vào đâu. Chị ơi, nhai một buổi là hết. Rồi để tôi xem nào. Dạ vâng. Trời ơi chị ơi, chị không phải chắc lép thế, không phải kiểm tra. Riêng em ấy làm ăn cực kỳ đứng đắn. 10 cân ở cửa hàng em chỉ có tươi không bao giờ có héo chị ạ. Thôi được rồi. Thế giá cả chú nói đi tôi xem nào. Nhiều. Chị cứ ngồi xuống đi. Tôi hỏi chú là giá bao nhiêu? Thì chị cứ bình tĩnh ngồi xuống đi để em thưa. Quá rồi chị. Thôi. Thế này, chị thường lấy ở chợ của người ta bao nhiêu? Đấy thì em sẽ bớt hẳn cho chị 10% được chưa? 10%? 10% là bao nhiêu? 10% là một giá. À, tôi hiểu rồi. Thế cứ nói thẳng ra là bớt một giá thôi. Dạ tôi vâng. Lấy ở chợ bao nhiêu tôi bớt của chú một giá thì là được. Dạ rồi vâng. Thì xinh như chị mà không bớt thì người ta lại bảo em là không có mắt, không phải nịnh tôi. Dạ vâng. Đây tôi giả chú 100 được chưa?
Cầm lấy. Chị có nhầm không ạ? 10 cân của em sao lại chỉ có 100 ạ? Thế 10 nghìn một cân, 10 cân không là 100 nghìn à? Dạ, chị nói gì em chưa hiểu. Khổ quá, đứng lên tôi giải thích cho bà hiểu nhá. Này, tôi chia hạn thực phẩm ra làm 3 loại, đúng không? Vâng. 3 loại. Loại thứ nhất, mới ế thì chỉ được nhận 50% trên giá thị trường thôi, hiểu không? 50% thôi. 50% trên giá thị trường. Loại thứ hai mà ế khá lâu rồi thì chỉ nhận được 20% trên thực tế giá thị trường thôi, hiểu không? Thế còn loại của chú ấy mà ế quá lâu thế này rồi mà bốc mùi thế này rồi mà chỉ nhận được 10% trên giá thị trường thôi, hiểu không? Đấy. Ôi trời ơi. Chị gái thân mến của em ơi, chị nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Hàng nội tạng của em ấy không phải là ế, mà tẻ hơi lâu một tí thôi chị ạ. Thế à? Vâng, chẳng qua là yêu mến chị cho nên em mang đến đây thôi. Thế à? Dạ. Chú lừa ai chứ chú không lừa được tôi nhá. Tôi là chuyên gia ngửi các loại mùi động vật đã phân hủy, hiểu không? Tôi ngửi một phát là tôi biết ngay hàng của chú á. 3 ngày rồi, hiểu không? Trời ơi. Dạ, đúng rồi, bái phục bà chị, vải thưa không che được mắt thánh. Sao nữa? Dạ, nhưng mà chị ơi, xem thế nào, thương em một tí, đủ cho em thêm vài giá nữa chứ thế này thì lỗ quá chị ạ. Lỗ á? Dạ. Thế chú lỗ tôi không lỗ à? Hả? Mà tôi nói chú biết nhá, chú mà lỗ, tôi chui xuống lỗ với chú luôn ý. Rồi ôi gớm, chị cứ nói đi chứ, chị buôn một lãi 10. Em mà có kiếp sau em thề em không mơ làm MC nữa. Mà em sẽ mơ làm bán cơm bụi giống chị. Chả mới chốc mà nhà lầu xe hơi. Em ơi, nếu hàng không chạy thì sao? Ta nhai phú tạng nhắm thêm rượu nồng. Chú này, chú đừng có đấy nằm mơ nhá. Thế chú tưởng hàng của chú mang lên đây là chị mang bám chắc khách luôn được đấy à? Úi giời ơi, phải nhờ công nghệ cao của chị nữa đấy chú em à. Thôi được rồi, đấy là tùy chị, chị muốn làm gì thì làm. Còn hôm nay gọi là có tí hàng để ra mắt chị. Nhưng mà lần sau ấy, chị là phải cho em thêm vài giá nữa đi, không thế này chết. Thôi được rồi, chị em mình mà phối kết hợp với nhau ấy thì đôi bên cùng có lợi, hiểu không? Chú cung cấp chị tiêu thụ ấy không? Okay, đôi bên okay. Cùng có lợi. Thôi được rồi, bây giờ chú đi về đi nhá. Bé. Dạ vâng. Này này này, chị bảo này, ra ngoài chợ nhá, xem đứa nào có hàng ế, hàng thiêu thì mang vào đây chị tiêu thụ nốt cho nhá. Ok, cứ thống nhất với nhau thế chị nhá. Rồi, rồi. Em về đây. Rồi, về đi nhá. Vâng. Thời đấy. Phẩm ơi. Phẩm. Đúng là trăm nghe không bằng nghìn thấy, trăm thấy không bằng nghìn ngửi. Ôi giời ơi, công nhận cái chỗ để thức ăn của nhà cô mà. Ôi giời ơi, khiến cho người ta nhá, không thấp thì cũng phải cúi đầu. Ôi giời ơi. À, quên mất không dặn trước khi vào đấy phải đeo cái khẩu trang vào. Thế học ảo thuật đến đâu rồi? Choáng quá, chưa làm được. Hay thật đi nhỉ? Khiếp quá cái chứ này. Ôi giời ơi. Đây này, còn cái này đây này. Cái gì đây? Đây này. Hả? Trước khi mở cái này ra ấy, phải cố gắng nhá. Đeo khẩu trang vào nhớ chưa? Đây này, tôi cho mà xem này. Đây. Đấy. Ôi trời ơi. Biết ngay mà chừng quen đúng không? Đấy, có bây giờ nhớ nhá. Trước khi làm việc phải đeo khẩu trang vào chưa? Thế bây giờ mang cái này vứt đi thế này. Hả? Hay thật đấy. Vứt là vứt thế nào hả? Bây giờ đem cái thùng lòng này vào, ướp tất cả loại gia vị thơm nhất vào gừng, tỏi, gia vị ngũ hương. Có cái gì thơm nhét vào mà ướp, nhớ chưa? Ướp để làm gì? Để ăn chứ làm gì? Ôi trời ơi, thật đấy. Sao lại ăn? Mình ăn cái này á? Để làm cho khách hàng ăn, nhớ chưa? Ôi trời ơi, cô cho khách hàng ăn cái này thì để người ta đi bắt điển à? Bè đấy cái mồm thôi, ướp và vật ngoặt cái mồm như thế à? Ăn mới chả nói, đi bắt điển là đi điều gì nào? Hả? Mình đã ướp sẵn các thứ rồi là làm sao mà đi bắt điển? Ướp như thế có bảo đảm không? Sao lại không bảo đảm? Phà luôn. Bây giờ tôi bảo này, còn một bí quyết nữa. Bí quyết gì? Nếu như ướp tất cả các loại thơm như thế mà không khử được mùi, thì còn một công nghệ bí mật nữa. Công nghệ gì? Công nghệ gì? Đừng có tiết lộ thiên cơ với ai nhá.
tôi nể cô là người thật thà chân tình, tôi mới nói cho biết đấy. Ừ. Nếu như ướp tất cả các thứ thơm mà không khử được hết mùi, thì mình làm gì xịt nước hoa vào cho thơm. Xịt nước hoa vào á? À, sao lại xịt nước hoa vào lòng? Sao lại không xịt? Trong nước hoa nhá, ngoài cái tính chất làm thơm ra, nó còn rất nhiều chất hóa học để diệt khử mùi hôi, hiểu không? Trời ơi, trong nước hoa có cả hóa học cái gì, tất nhiên để triệt mùi hôi gì. Úi trời ơi, thế thì ngay chiều hôm nay tôi sẽ lấy nước hoa xịt vào lòng gà, tôi sẽ xào mướp với lòng gà, cả nhà mình cũng ăn nhá. Này, cả nhà ăn để cả nhà đi văn biển à? Ồ, hay thật đấy nhở. Cái này chỉ để làm bán cho khách hàng thôi. Trời ơi, bán cho khách hàng ngộ độc đấy. Đã bảo là không cơ mà, nó ăn ở đây nó ngộ độc ở đâu chứ mình chịu trách nhiệm à? Ồ, hay thật đấy. Thôi bây giờ thế này, bê cái thùng lòng này vào nhá, với cả làm nốt cái đống da lợn trong kia đã làm chưa? Ôi dồi ôi, này da lợn thì phải có bàn chải nhá, mà bàn chải sạch nhà mình không còn cái nào cả. À này, hay là cô ứng cho tôi một ít tiền lương đi, tôi đi mua bàn chải về để cho chúng nó xuống và chúng nó cào. Hay nhỉ, mua cái gì cũng mua thế để làm... tiết kiệm chứ hả? Thế làm nào, bây giờ vào trong nhà vệ sinh ấy, có cái bàn chải cọ nhà vệ sinh, lấy ra mà cọ. Rồi để tôi vào nhà vệ sinh tôi lấy bàn chải cọ toilet để tôi cọ da lợn nhá. Được rồi. Được rồi, đây đây này, cái gì đấy? Bê cái thùng này vào, làm luôn. Bê cái này á? Hay nhở, hay nhở. Thế tôi thuê cô về đây để làm việc chứ phải để đùn việc lại cho tôi nhá. Mình của tôi về đây rửa bát quét nhà, ai bê cái này? Thôi bê vào đi, nói nhiều quá. Bê vào. Bê. Đấy, bê đi. Bê cùng. Bê cùng, bê thật đấy. Bê. Lần đầu thôi nhá, lần đầu. Chào em. Anh mì lòng. À, em nhớ ra rồi. Anh, thế hôm nay anh đến quán em ăn món gì à? Thế quán của em hôm nay có những món gì nè? Ây, cái gì cũng có. Tôm, gà, cá ốc, chả chó, chả mực, chả chuột, chả gì cũng có. Ngon lắm anh ạ, ăn món gì? Đồ ăn của quán em rất là ngon. Cho anh một mì lòng. Vẫn mì lòng à? Vẫn mì lòng. À, có ngay. Em sẽ đích thân phục vụ anh. Anh vào đây. Có ngay. Vào đây. Đây rồi. Có ngay. Mời anh. Chúc anh ngon miệng nha. Anh cảm ơn em nha. Rồi. Gáo quá. Này, em ơi. Sao thế hả anh? Anh bảo này. Có việc gì ạ? Quán của em đây có rất nhiều sự lạ nhá. Lạ? Lạ thế nào hả anh? Em này, từ lúc anh vào đến giờ, anh không thấy bất cứ một con ruồi, con muỗi nào ở quán em cả. Đấy, anh thấy không? Quán của em cực kỳ vệ sinh an toàn thực phẩm nhá, sạch sẽ, để nó không còn côn trùng nào xuất hiện đấy. Thú thực với em, như thế là anh yên tâm lắm rồi. Yên tâm bởi quá. Bởi vì bụng dạ nó hơi kém. Yên tâm ăn ở quán em không biết sao cả. Em nói vậy là anh yên tâm rồi. Thú thực với em là bụng dạ anh cũng hơi kém. Vâng, anh cứ ăn đi, đã bảo không sao cả. Anh ăn. Sao anh? Em, cái gì đen đen đấy nhỉ? Con ruồi. Ruồi. Thì anh bỏ nó ra ăn tiếp đi. Thế này thì gọi là mì ruồi à em? Này, ăn đi không ăn ý, thì trả tiền rồi biến đi. Đừng có bẻ hành bẻ tỏi nhá. Khổ quá cơ, giả điên giả khùng, trốn ở viện nào ra đấy hả? Thôi mà em, anh đây thấy sự lạ ở quán em, anh đành phải nói ra cho em hiểu đấy thôi. Lạ cái gì? Đây nhá, em ạ, quán của em nhá, cái gì ở đây cũng hết hạn sử dụng rồi em ạ. Này, tôi dán tem hay sao mà anh biết hả? Này em, anh không cần nhìn tem, anh chỉ cần nhìn và ngửi là biết ngay rồi em ạ. Tất cả những thứ ở quán này của em đều đã hết hạn sử dụng từ lâu rồi em ạ. Em ơi, em nhìn xem, miếng thịt lợn vàng rộm kia kìa, chắc là con lợn chết của bà Tư Béo ở đầu phố. Còn đĩa cá biển sốt cà chua trông thì ngon như thế, nhưng khẳng định với em là của mấy con mụ buôn thúng bán mẹt, nó ế hàng, nó tuồn vào đây chứ gì. Sao lão ta lại biết được? Như thế là em đã vi phạm an toàn hạn phẩm rồi em à. Anh đây mà vui mồm nói với công an một tiếng, có khi em phải vào nhà đá nghỉ mát
rồi phải bóc lịch dài dài cũng nên. Này, anh là cái thá gì mà dọa tôi thế hả? Anh cũng chẳng là cái thá gì cả, nhưng anh giới thiệu với em, anh là cán bộ vệ sinh an toàn của quận được phái xuống, em hiểu không? Anh, ôi dồi ôi, quý hóa quá, hôm nay được anh thấy quá. Anh ơi, dạ cửa hàng em chốt lại lần đầu, có mỗi một lỗi bé tí tiểu tèo teo đó là con ruồi thôi hả? Anh bỏ quá cho em thì à. Thì lần đầu chứ gì? Lần đầu tiên ạ. À. Thì được, lần đầu thì anh cũng lập biên bản lần đầu để cho em. Khổ quá, em đã bảo em chốt lại lần đầu có mỗi một con. Thôi anh ơi, em đã bảo là thôi mà lại. Thôi cũng được, lập biên bản một lần đầu cho em thôi. Khổ quá anh ơi. Rồi anh ơi, lần đầu tiên vi phạm thôi mà. Thôi mà em. Lần đầu tiên anh tha cho em. Ôi em, thôi. Khổ quá, cậu chứ lại, anh cứ nhận cho em vui lòng lần đầu tiên. Thôi. Cứ nhận cho em vui lòng. Đây rồi, có đây rồi. Ăn đi con. Ăn đi. Dạ thôi không ăn được. Sao lại không ăn? Ăn đi. Đấy, con với bạn con ra kia uống sữa tươi với lại bánh ngọt rồi. Sữa tươi với bánh ngọt, ăn thêm một tí không sao cả. Ăn đi, hai bố con ăn cho nó vui nhá. Vui bố. Có. Thôi. Bố bảo này, hôm nay đá bóng ở trường, đôi con có được giải gì không? Bọn con mà đang tập mà, làm sao mà giải gì được. Tập à? Rồi, con có nhớ lời mẹ dặn không? Không được ăn uống bừa bãi linh tinh, chỉ được ăn ở nhà thôi. Rồi, bây giờ ấy, thời buổi ấy, dịch bệnh rất nhiều. Ăn uống linh tinh ở ngoài, nhớ xảy ra cái gì, mệt lắm đấy. Ôi, con thuộc hơn cả bảng cửu chương rồi. Bố nói có thừa đâu, hơi tí tay mày. Bố không sao đấy hả bố? Không sao, bố sao? Bố uống nước đi. Bố sao đấy? Bố đau bụng quá còn ạ. Bố đừng làm con sợ bố ơi. Bố đau như thế nào? Bố đau bụng quá con ơi. Bố đau như thế nào? Bố đau như thế nào? Trời ơi, mẹ con gọi điện cho mẹ con đi. Bố tí. Bố sao không? Bố cũng ngồi thẳng xuống ghế để bố gọi mẹ. Bố đau mẹ ở nhà. Mẹ mẹ được không sao? Mẹ ơi. Ôi trời ơi, đau quá. Em ơi, anh đau quá. Anh đau không? Bố đau bụng từ hôm qua à? Không. Bố vừa ăn cái kia kìa mẹ nhá. Ôi trời ơi, đau. Ôi ôi, đau. Lấy đâu ra ăn đây? Trời ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Đây là thức ăn mình sẽ lấy theo công nghệ của mẹ để mang sang cửa hàng bán cơ mà. Thấy tôm gì ăn ai mà biết được. Ôi trời ơi, đau quá. Anh uống nước nhá. Đau quá, không muốn nữa. Đau quá, em ơi. 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 Đau quá, em